đây cả nhà. Giấc trưa 12 giờ ngày 14 âm lịch tháng 8 nha cả nhà. Mọi người đi cúng ở chùa rất là đông luôn nha. Đây hai bên mí chùa đây. Dạ ở trước nữa nha cả nhà. Rất đông luôn. Giờ này là ngoài cổng đóng cửa không có cho xe chạy vô nha cả nhà. Chỉ đi bộ là được đi thôi cả nhà. Đây. Bên đây nè cả nhà. Rất là đông người đi cúng luôn. Quý khách tham quan chùa Tà Thánh này.
trời cũng mỏi tay rồi nên mấy mẹ con đi ra đi về nha cả nhà. Xem chưa có hết nữa cả nhà. Thấy mình đổ không cả nhà? Đây thấy thấy mình đổ hồi không cả nhà kìa. Đi mà không có ba là vậy á, không ai ẩm đăng hết. Mà ba không mất đi làm rồi. Sao ba đi được?